Hi, chào bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh tachaba.com. Và trong video này mình xin chuyên tay để review cho các bạn về cái sản phẩm nó khá là thú vị. Thì các bạn biết á, ở miền Tây á, thường thường là các bạn biết cái gì không? Mũi rất là nhiều. Ngoài việc mà anh chị em đốt nhang không mũi nè, thì anh em còn có những cái giải pháp, ví dụ như sử dụng những cái tinh dầu hay là giật mũi để diệt mũi ha, hay là đèn diệt mũi. Thì sản phẩm đó thì mình cũng đã review trên kênh mình rồi. Thì tiếp đây mình cũng phải mua một cái cây này về để mình diệt những con mũi. Thứ nhất là giăng mùng nè, mũi nó còn sót trong mùng các bạn vô sau nó đặt bẹp 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 thì cái tay đau lắm, sử dụng cái này quạt cái này nó chết ngay luôn. Thì mình sẽ thành dũng sĩ diệt mũi khi mà mình sẽ có cái sản phẩm trong tay. Thì bây giờ mình cùng các bạn trên tay để review cho các bạn về sản phẩm, đó là giọt diệt mũi Eco Nakagami ha. Thì cái sản phẩm này mình mua giá là 55.000 trên Shopee, nhưng mà mình áp mã các kiểu thì nó giảm còn tầm khoảng mười mấy ngàn thôi các bạn. Thì bây giờ mình cùng các bạn mở cái hộp sản phẩm này ra và trên tay cụ thể ha. Đóng gói thì khá là sơ sài, ở đây nó chỉ có để cái tên của sản phẩm thôi, và nó thu hộ không đồng là do mình thanh toán bằng iPay các bạn. Thì bây giờ mình cùng bạn mở ra ha. Đóng gói như vậy thôi, ở trong thì nó sẽ còn một lớp bọc nữa. Đây, ở trong thì nó sẽ còn một lớp này cho các bạn nữa. Phần trong này thì các bạn nhìn thấy ha, ở đây thì nó sẽ có bỏ trong một cái bao như vậy. Cái bao như vậy thì cái túi như vậy để có thể là dễ dàng vận chuyển. Và thêm cái là nó giúp bảo vệ cái sản phẩm chúng ta. Bọc này mình sẽ bỏ qua bên. Ở đây nó sẽ có một cái phiếu để có thể là bảo hành khi mà các bạn mua sản phẩm này ha. Ở đây nó có để điều kiện bảo hành nè, và nó có để cái công ty cổ phần nữa nè. Qua đây thì nó sẽ có một cái miếng giấy để hướng dẫn các bạn sử dụng ha. Cái miếng giấy này sẽ có gồm về cái hướng dẫn sử dụng ha. Hướng dẫn sử dụng cái sản phẩm này thì các bạn biết rồi, và nó có lưu ý nè, cũng giống như là không đụng vào trong đây. Và các bạn lúc mà sạc thì phải có người trông coi ha, chứ đừng có sạc ban đêm, lúc ngủ đừng có sạc để tránh cái việc cháy nổ. Và không sử dụng nước tay ướt á chế vô cái quạt này, hay là sử dụng nước để đổ cái quạt này ha, hay là sử dụng cái quạt này gần những cái loại ví dụ như là xăng dầu, những cái hóa chất mà dễ cháy nổ. Ở đây thì không có gì hết. Ở đây nó có một cái tem bảo hành cho các bạn. Ở đây ngày sản xuất của nó cũng mới đây thôi các bạn. Đó là ngày 28 tháng 10 năm 2019. Thì sản xuất cách đây khoảng chừng 1 tháng à. Những cái con ốc này dặn mình thấy nó cũng khá là to, chắc chắn. Nhưng mà cái thiết kế quạt này nó hơi nhỏ các bạn, chứ nó không có quá lớn để các bạn sử dụng lớn giống như là những cái quạt khác. Thiết kế này thì mình thấy nó hơi nhỏ. Màu sắc chủ đạo của nó thì màu trắng thôi, nhưng mà ở trong á thì nó có những cái phiên bản này, những trong cái đội chặn lưới nè, màu cam, màu xanh, tùy nhiều cái màu khác nhau. Ở đây thì nó có thiết kế cho các bạn là một cái bóng đèn nữa, để khi mà các bạn sử dụng để các bạn có thể soi mũi ban đêm ha. Mình không hiểu tại sao là sản xuất cho người Việt Nam mà trên thân cái quạt để in tiếng Anh, mình cũng hiểu luôn nữa. Phải cái này là in tiếng Việt thì mình thấy nó sẽ hay hơn. Chắc có lẽ là cái vỏ này nè, họ thuê gia công ở cái xưởng Trung Quốc hay là sao á, nên chỉ cần họ in bằng tiếng Anh luôn, cái khu nó đúc sẵn bằng tiếng Anh. Bên đây thì nó sẽ có một cái contact thì họ có dán một cái miếng băng keo để khi mà các bạn mua về thì các bạn phải mở ra ha, để sử dụng cho nó dễ. Có thể là trong quá trình mà họ dán vô đây để tránh cái việc mà vận chuyển tới cái tay các bạn á, thì nó sẽ không bật trước ha. Thì cây quạt mũi bây giờ quạt nào cũng vậy, nó sẽ có hai cái tính năng chính. Thứ nhất là cái tính năng quạt, thì cái sản phẩm này khi mà các bạn đặt lên á, quạt này nó có một nút bấm nè, các bạn bấm vào nút này thì cái quạt chúng ta bắt đầu nó sẽ khởi động ha. Và cái code thứ chính giữa là cái code các bạn tắt hoàn toàn luôn. Và code cuối là các bạn vừa khởi động đèn pin lên và các bạn bấm cái này, thì hai cái nó sẽ hoạt động song song cùng một lúc ha. Còn nếu mà các bạn không sử dụng nữa thì tắt cái code chính giữa, để ở nhà có chở em á thì nó sẽ không bị xảy ra cái tình trạng mà nó giật cho em ha. Ở đây nó có để chữ Made in Việt Nam. Một cái sản phẩm này các bạn không nên cho trẻ em chơi nha các bạn. Tuy rằng nó là một cái sản phẩm giật mũi thiệt, nhưng mà ở trong nó có cái dòng điện ra nó khá là lớn, nên khi mà các bạn sử dụng giật thì nó sẽ bị giật trẻ ha. Mình sẽ test thử cho các bạn xem nè. Nó, các bạn thấy chưa? Nó nổ khá là lớn, mạnh, nhìn thấy không? Nó tia lửa ra khá là nhiều, nên khi mà các bạn sử dụng thì các bạn không được nên chậm tay vào đây. Để cho cái việc mà các bạn sử dụng nó an toàn hơn thì các bạn không nên chậm tay vào ha. Thích hợp đèn này thì các bạn cũng có thể sử dụng để khi mà các bạn soi gọi mũi nè. Nhất mà trong mùng thì các bạn có thể soi gọi để
trong màng trong mụn của mình thì các bạn có thể mở lên soi gọi mũi thì các bạn thấy mũi là diệt mũi luôn ha. Hay là các bạn nào mà giật mũi trong cái đám trong cái môi trường tối thì các bạn có thể bật lên để chờ sáng cho các bạn. Thì cái bóng đèn này còn mục đích nữa là các bạn có thể sử dụng để soi khi mà nó cúp điện các bạn. Thì các bạn mở lên, các bạn sử dụng thì cũng khá là ok soi cái bóng đèn này ha. Về thời gian bảo hành của sản phẩm này thì các bạn nó sẽ bảo hành cho các bạn là 6 tháng ha. Các bạn nhìn trên giấy bảo hành thì bảo hành 6 tháng, nếu mà nó có trục trặc về kỹ thuật thì các bạn có thể liên hệ để bảo hành. Nhưng mà mình nghĩ một cái sản phẩm như vậy, giá rẻ như vậy thì có ít ai đi bảo hành lắm. Tại nó có 50 mấy ngàn à. Mà các bạn bảo hành nữa thì nó sẽ mất thời gian nhiều cho các bạn rồi. Thì các bạn, cái thứ động thái của sản phẩm này là 48 x 20.5 và nhân 0.2cm. Thì họ để như vậy thôi, nhưng mà không biết có chính xác không thì mình cũng không gần. Mũi là một cái con vật mà nó gây truyền nhiễm bệnh cho khá là nhiều những cái người ở trên quốc gia, nhất là khu vực mà Việt Nam chúng ta, là khí hậu của nó phù hợp để mũi phát triển nữa. Ở khu vực miền Tây á, thì mỗi nhà thì khi mà ban đêm thì họ hay đốt nhang mũi và sử dụng những cái giặt mũi như thế này để hỗ trợ cho việc tiêu diệt mũi ha. Thì các bạn nào mà muốn quan tâm đến sản phẩm này có thể bấm vào phần link mô tả video nè, hoặc phần link bình luận để các bạn có thể xem và có thể mua về sử dụng, hay là mua về làm quà tặng cho cha mẹ hay là ông bà của mình để sử dụng trong những ngày mà mũi nó dày dò chúng ta như vậy. Cắt sạc pin lại thì các bạn đơn giản thôi, các bạn chỉ cần khi mà sạc pin đó thì các bạn nên ha, nên bật cái này qua chế độ tắt nha các bạn, và các bạn ghim vô là chính giữa tắt nè, và các bạn ghim vô điện 220V như mình á, cổ điện để các bạn sạc ha. Khi mà sạc thì các bạn nên ghim những cái ổ điện đứng á, khi mà ổ điện đứng là ổ điện nằm, chứ các bạn đừng có ghim cái ổ điện mà nằm ngang như vậy, tại vì nếu mà cái này nè nó hơi nặng nên nó chịu được á thì nó sẽ dễ bị gãy cái này của các bạn ha. Các bạn sạc thì các bạn cũng chú ý ha, khi mà sạc thì hình phải coi nha, đừng cho trẻ em đụng lớn vô ha, thì nó sẽ gây nguy hiểm cho trẻ nhà chúng ta. Đó, thì trong video này mình cũng đã trên tay để review cho bạn về sản phẩm, đó là giật mũi Eco Nikagami mà mình đã mua với mức giá tầm khoảng 10 mấy ngàn trên Shopee thôi. Cái mức giá hiện tại mình tham khảo là 55 ngàn, thì mình có áp mã các kiểu thì còn 10 mấy ngàn. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay nè, cũng giống như là hữu ích cho bạn, thì bấm like, share cũng giống như là subscribe kênh tachaba.com của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.